Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 22 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cách mạng tháng 8 ở Hưng Yên qua ký ức của các chứng nhân lịch sử. Hội thi tìm hiểu lịch sử văn hóa huyện Văn Giang. Gần 21.000 thí sinh khối 1 tỉnh Hưng Yên tự trường chuẩn bị năm học mới 2024-2025. Chấn chỉnh việc tạm ứng vốn đầu tư công. Hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự qua hệ thống camera an ninh ở huyện Khoái Châu. Và các bạn, những ngày này, cùng với cả nước, nhân dân Hưng Yên hân hoan kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm tháng qua đi, những người được sống trong thời khắc lịch sử ấy nay đã ở tuổi xưa nay hiếm, song ký ức về những phút giây trọng đại của đất nước vẫn còn in đậm trong tâm trí của họ. Cụ Lèo Văn Lợi ở thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, nay đã bước sang tuổi 95. So với cụ, dấu ấn về những ngày tháng hào hùng của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 trên quê hương Hưng Yên dường như chưa bao giờ phai mờ trong ký ức. Tháng 8 năm ấy, quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đồng loạt vùng lên đấu tranh giành chính quyền, lấy thóc gạo chia cho nhân dân, làn sóng đấu tranh lan rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh. Người dân các địa phương theo những ngã đường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, miệng hô to ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, nối nhau đổ về trung tâm các huyện lỵ biểu tình. Tất cả ấn tín, rồi thì sổ sách, rồi tài liệu của chánh tổng lý trưởng tiên chỉ các thứ đó là đều phải đem đến rồi. Lúc bấy giờ thì cái khí thế nó bừng bừng lên, nhất là thanh niên đi được hô những cái khẩu hiệu là cứ vang lên này, đi suốt từ cả cái con đường dựng lên đến đường cái là đi mà đi đông lắm. Bản thân tôi đi thì lúc đó sung sướng lắm. Gần 100 năm tuổi đời, tròn 80 năm tuổi đảng, song ấn tượng về những ngày tổng khởi nghĩa, về sự đổi đời của những người dân từ thân phận cơ cực, lầm than, nên được sống trong cảnh thanh bình, no ấm. Mãi là câu chuyện sinh động, in sâu trong tâm trí của cụ Nguyễn Đức Dũng ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Hưng Yên tiến hành cuộc tổng biểu tình, meeting giành chính quyền. Với khí thế tưng bừng, rừng cờ rừng hoa và biểu ngữ, gương mặt mọi người tươi vui phấn khởi, cả biển người hô vang khẩu hiệu đa đảo chính quyền Bùi Nhìn, chính quyền về tay nhân dân, khí thế ấy cũng đã hun đúc trong chàng thanh niên Nguyễn Đức Dũng ý chí khát khao hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng, tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Và dù ở bất cứ cương vị nào, cụ Dũng cũng luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi sinh năm 1926, cho đến cách mạng là đã 18-19 tuổi rồi. Cho nên rất hiểu cái giá trị của cái người dân độc lập. Bởi vì khi đã là người dân không được tự do, nô lệ, thì đến bây giờ mình trở thành một người dân tự do, rất là phấn khởi, không có cái gì có thể so sánh hơn được. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên ra mắt. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng ở cơ sở trong toàn tỉnh đã căn bản được thành lập. Tuy nhiên, từ những ngày trước đó, ở nhiều nơi trong tỉnh Hưng Yên, nhân dân dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đã đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Âm vang hào hùng của những ngày thu cách mạng vẫn luôn là ký ức đẹp đẽ, thiêng liêng mà suốt cả cuộc đời những người được chứng kiến không thể nào quên. 79 năm qua, một chặng đường dài với rất nhiều đổi thay, nhưng giá trị độc lập tự do thì vẫn còn nguyên vẹn. Sáng nay, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 1 đã về giám sát tình hình triển khai, thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tại huyện Văn Giang. Đến nay, huyện Văn Giang có 39 trường mầm non, phổ thông. Toàn huyện đã huy động được 55% số trẻ em trong độ tuổi vào nhà trẻ và 100% số trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.
Huyện được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 100% số trường học trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu huyện Văn Giang cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cần có giải pháp tham mưu với các cấp có thẩm quyền để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương. Huyện cần quan tâm bố trí quỹ đất thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, tăng cường quản lý về vấn đề dạy thêm học thêm. Trước đó, tổ giám sát số 1 đã đi khảo sát thực tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công, xã Phụng Công. Huyện Văn Giang vừa tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử văn hóa huyện năm 2024. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Văn Giang, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Sự hội thi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Tham gia hội thi có 13 đội thi đến từ 11 xã thị trấn trên địa bàn và hai trường trung học phổ thông Văn Giang, trường trung học phổ thông Dương Quảng Hàm. Các đội phải trải qua 3 phần, gồm phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu khái quát về đội thi, một số nét chính về địa phương, cơ quan đơn vị, ý nghĩa của cuộc thi, kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới tại địa phương đơn vị, những giải pháp để góp phần xây dựng huyện Văn Giang ngày càng phát triển văn minh hiện đại trong thời gian tiếp theo. Phần thi bốc thăm gói câu hỏi tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực lịch sử và quá trình hình thành và phát triển, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội. Và phần thi tiểu phẩm, các đội tuyên truyền tái hiện lại nội dung hoặc tình huống cụ thể đã được giải quyết, xử lý thành công tại cơ sở, địa phương, đơn vị, có hiệu quả, có sức lan tỏa. Quá trình chúng cháu chuẩn bị cho hội thi thì chúng cháu đã tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển lịch sử của văn hóa của huyện thông qua báo chí, thông qua sách của huyện Văn Giang, thì chúng cháu cảm thấy rất vinh dự và tự hào hơn khi được là một người con của quê hương Văn Giang. Chúng cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện để có thể đóng góp một phần nho nhỏ vào sự phát triển của huyện. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nên các phần thi của các đội đều hấp dẫn, ấn tượng. Lịch sử văn hóa và con người Văn Giang được phác họa chân thực qua từng phần thi. Qua hội thi tìm hiểu lịch sử văn hóa huyện Văn Giang, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Qua đó tôi đã hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa của huyện nhà. Sau cuộc thi này, tôi sẽ giáo dục đến các em học sinh thân yêu của tôi lòng tự hào và tình yêu đối với lịch sử văn hóa của huyện Văn Giang. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của xã Vĩnh Khúc, 3 giải ba và 2 giải nhì. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì mình là người con Văn Giang, lại được tìm hiểu về lịch sử văn hóa truyền thống Văn Giang trước và sau ngày tái lập. Tham gia hội thi, tôi được giao lưu học hỏi, đúc rút nhiều kinh nghiệm và từ đó trở về địa phương tiếp tục công tác cống hiến để đóng góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương Văn Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Sự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm học mới, thị xã Mỹ Hào phấn đấu thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, chú trọng thanh tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên suốt đời của người học. Thực hiện kế hoạch năm học của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gần 21.000 học sinh từ khối 1 của tỉnh Hưng Yên đã tự trường chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Phản ánh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Quang, huyện Ân Thi. Gần một tiếng nữa, buổi tự trường mới bắt đầu, nhưng hai bà cháu em Nguyễn Nhật Nam đã sớm có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Quang. Lần đầu tiên đến trường, nhưng Nhật Nam không quá rụt rè mà còn háo hức cùng những người bạn mới khám phá ngôi trường mới. Năm rưỡi cháu đã dậy rồi, dục bà là bà đi đưa cháu đi ra trường đi. Con thấy vui, trường học rộng, rất là mong được gặp cô giáo chủ nhiệm. Năm học 2024-2025, khối lớp 1 của trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Quan có 2 lớp với 65 học sinh. Ngay tựu trường, do thời tiết nắng nóng, nhà trường đã rút gọn phần sinh hoạt tập thể. Các em học sinh được cô giáo đón vào từng lớp học
để làm quen với phòng học, với bạn mới. Một chút xa lạ, ngại ngùng, một chút háo hức, tò mò, thêm chút bối rối, lo sợ khi phải chia tay bố mẹ. Ngày tựu trường vẫn đong đầy những cảm xúc, không chỉ với những học sinh vừa chuyển từ môi trường mẫu giáo sang học sinh tiểu học, mà cả với những bậc làm cha làm mẹ. Tâm trạng của một người phụ huynh thì cảm thấy cũng rất là hồi hộp và cũng có một sự háo hức, bởi vì con đã lớn và con sẽ được khám phá rất nhiều những cái điều mới mẻ. Con rất háo hức và dậy rất là sớm, dặn mẹ từ tối hôm trước là mặc cho con những bộ quần áo đẹp nhất để con có thể đến tựu trường cùng cả các bạn. Theo kế hoạch năm học do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, khối lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tùy vào điều kiện thực tế, các nhà trường chủ động sắp xếp thời gian tựu trường phù hợp. Trong 2 tuần trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh lớp 1 tập trung học nội quy, nền nếp và làm quen với môi trường học tập mới. Buổi đầu tiên là buổi làm quen, sau đó là đưa các con, hướng dẫn các con nền nếp, ví dụ như là nền nếp đi vệ sinh hay nền nếp là khi đến lớp thì chào cô như thế nào và khi về thì xếp hàng ra làm sao. Không gian lớp học thì mình cũng trang trí rất là bắt mắt để cho làm sao các con chuyển từ cái môi trường mầm non sang môi trường tiểu học. Nhà trường đã chuẩn bị về phòng học, rồi về bàn ghế cũng như là điện, ánh sáng, chọn các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, đặc biệt là 2 cái tuần đầu ấy là tuần đệm không dạy kiến thức mới để làm sao là khi vào năm học mới là các em được học theo đúng cái chương trình. Từ ngày 29 tháng 8, các khối lớp còn lại tựu trường, đến ngày mùng 5 tháng 9, các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới 2024-2025. Năm học 2023-2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tuyển dụng 28 giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thành phố. Trong năm học, thành phố đã điều động, tăng cường, biệt phái 49 giáo viên, chuyển công tác 4 giáo viên, tiếp nhận 7 giáo viên từ nơi khác chuyển về, giúp cơ bản đảm bảo cơ cấu giáo viên trong các nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Tuy vậy, đến nay thành phố còn thiếu hơn 80 giáo viên mầm non, thiếu hơn 60 giáo viên tiểu học và thiếu hơn 50 giáo viên trung học cơ sở so với quy định. Hiện tỷ lệ giáo viên mầm non trên lớp của thành phố mới đạt 1,71 giáo viên trên lớp, thấp hơn nhiều so với quy định nhóm trẻ phải 2,5 giáo viên trên lớp và mẫu giáo phải 2,2 giáo viên trên lớp. Giáo viên tiểu học đạt tỷ lệ 1,31 giáo viên trên lớp, trong khi quy định là 1,5 giáo viên trên lớp. Giáo viên trung học cơ sở đạt tỷ lệ 1,64 giáo viên trên lớp, quy định là 1,9 giáo viên trên lớp. Trong năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng các phương án bố trí sắp xếp, điều chuyển, phân công giáo viên theo vị trí việc làm để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học, môn học. Đồng thời, tham mưu tuyển dụng giáo viên các cấp theo chỉ tiêu biên chế được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chỉ đạo chấn chỉnh tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, chủ đầu tư, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc hiệu quả một số nội dung sau. Thực hiện nghiêm các quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan, trường hợp quyết định mức tạm ứng cao hơn 30% giá trị hợp đồng thì phải căn cứ vào tiến độ thực hiện, khối lượng của hợp đồng, khả năng thu hồi vốn tạm ứng, đánh giá và làm rõ lý do, sự cần thiết và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định tăng tỷ lệ tạm ứng. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mức vốn tạm ứng theo kế hoạch, tiến độ thực hiện, mức tạm ứng tối đa không vượt phương án đã được phê duyệt. Đối với các dự án đã ký kết hợp đồng đang triển khai thực hiện, tập trung rà soát các nội dung quy định về tạm ứng vốn trong hợp đồng đối với các dự án đang thực hiện còn dư số tạm ứng chưa thu hồi, khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn tạm ứng, đảm bảo thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng. Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, rà soát đánh giá cụ thể nguyên nhân từng khoản, xác định trách nhiệm tập thể cá nhân phải hoàn ứng, đề xuất các phương án xử lý triệt để, bao gồm cả biện pháp khởi kiện ra tòa, chuyển cơ quan thanh tra công an.
Cuối năm 2013, sau khi về đích xã nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã đồng lòng triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quang Hưng phấn đấu cuối năm 2024 sẽ về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí an ninh trật tự. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, giữa năm 2023, xã Quang Hưng đã lắp đặt 12 mắt camera với trị giá khoảng 400 triệu đồng từ ngân sách xã. Hệ thống camera thông minh đã được lắp ở những nơi như đình chùa, ngã tư, những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Năm 2023 là thôn Quang Xá cũng được công nhận là thôn thông minh và đã được lắp đặt 6 điểm camera an ninh xung quanh của thôn. Vì vậy mà các cái tệ nạn trộm cắp là cũng đã giảm rất là nhiều. Là địa phương có vị trí tiếp giáp với huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tuy vậy, trong các năm 2022, 2023, 2024, xã Quang Hưng không để xảy ra trọng án. Các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước. Năm 2022 xảy ra 3 vụ khởi tố 5 đối tượng. Năm 2023 xảy ra 1 vụ khởi tố 5 đối tượng. 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn không xảy ra những cái vấn đề an ninh trật tự gì phức tạp. Xã đã triển khai từng bước và giao cho lực lượng đối công an xã thường xuyên tuần tra đảm bảo đối tốt công tác an ninh trật tự ở trên địa bàn. Đối với tất cả các vụ việc khi xảy ra thì đều được đối công an xã phát hiện thông qua camera an ninh, động viên nhân dân hiến đất để làm đường giao thông. Thì năm 2024 thì vừa rồi chúng tôi đã triển khai làm được trên 500 mét đường bê tông giữa áp phan ở tại thôn Lũ Đão. Còn năm 2023 thì chúng tôi đã triển khai làm trên 3 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, được nhân dân đồng thuận rất là cao. Từ năm 2015 tới nay, xã Quang Hưng đã tập trung nguồn lực trên 180 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Từ năm 2023 tới nay, người dân trong xã đã hiến trên 5.000 m2 đất để mở rộng các tuyến đường. Xã cũng xây dựng các vùng chuyên canh trồng vải trứng, vùng chăn nuôi thủy sản, giá trị tăng trưởng 12% trên năm, thu nhập bình quân đạt 95 triệu đồng một người trên năm, hiện đạt 19 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cuối năm 2024 sẽ về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí an ninh trật tự. Cùng với hệ thống camera giám sát giao thông, đến nay 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đều đã lắp đặt camera công cộng. Công an huyện cũng đã hoàn thiện hồ sơ hệ thống các mắt camera trong toàn huyện. Và cùng với các mắt camera nhà dân, hệ thống này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Xã Đông Kết là địa phương hoàn thành sớm hệ thống camera an ninh với tổng số 124 mắt được lắp ở các vị trí các ngã ba đường, các tuyến giao thông, khu vực có đông người qua lại, khu chợ và trên 500 mắt camera của các hộ dân ở ven đường. Riêng trục đường chính và khu chợ Bái, gần như 100% các hộ đều đã có hệ thống này. Trong đó, nhiều gia đình lắp tới cả chục mắt. Thực tế không chỉ giúp cho việc bảo đảm an ninh cho gia đình mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng khi cần thiết. Phải nói là nó có cái hiệu quả rất tốt, bảo vệ gia đình và bảo vệ của chung quanh hàng xóm. Có người đi lĩnh tiền về đã đánh mất 15 triệu gì đó, thì sau khi trích xuất lại thì lại lấy lại được. Khoảng 90% các hộ gia đình là có sử dụng camera. Thì tôi là lắp 4 mắt, vâng, và là mục đích chính là lắp để bảo vệ, đảm bảo công tác an ninh trật tự. Cơ quan chức năng mà có trưng cầu để mà kiểm tra các cái hoạt động đảm bảo công tác an ninh trật tự thì rất là sẵn lòng. Đến thời điểm này, cơ bản các xã thị trấn ở Khoái Châu đã hoàn thiện hệ thống này, tất cả đều được truyền tín hiệu tập trung về trụ sở công an xã. Vì vậy, chỉ cần ngồi trong phòng quan sát đã có thể nắm bắt được cơ bản tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông toàn địa bàn. Tương tự như vậy, công an huyện cũng đã hoàn thành hồ sơ hệ thống sơ đồ các mắt camera trong toàn huyện. Qua hệ thống camera này mà công an và chính quyền đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc về an ninh trật tự, đồng thời theo dõi các thủ đoạn của các đối tượng có hành vi trộm cắp về đêm. Điển hình như vụ đánh nhau gây thương tích đêm tại xã Bình Minh, vụ thanh niên gây rối công cộng tại xã Đông Tảo ngày 16 tháng 5, tại xã Phù Hưng ngày 9 tháng 7 và tại xã Tân Dân ngày 4 tháng 8. Nhờ có hệ thống camera, cơ quan chức năng đã sớm làm rõ các vụ việc. Qua cái công tác giả soát và từ các camera an ninh của người dân cũng như là của công an các xã thị trấn thì cũng đã xác định được cái định hướng ban đầu trong công tác điều tra, xác định được công cụ, phương tiện đối tượng gây án và phương thức thủ đoạn của đối tượng.
làm cho thúc đẩy được cái tiến trình điều tra cái vụ việc vụ án nó sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn. Từ đầu năm 2024 này, qua trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh của công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quế Châu, cùng phối hợp với việc là trích dữ liệu camera của các hộ dân, đã phát hiện ra 3 vụ việc gây rối trật tự công cộng. Thực tế trên đây cho thấy việc lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo đảm an ninh an toàn là vô cùng cần thiết, nhất là trong lộ trình tiến tới xây dựng xã hội số. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.